Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay là tin cập nhật về diễn biến cơn bão Mawa trên khu vực biển Thái Bình Dương. Hiện nay, một số cơ quan khí tượng thế giới đã đưa ra những dự báo và những dự định đồng nhất về diễn biến, về cường độ hoạt động của cơn bão Mawa trong vài ngày tới. Theo như hai cơ quan khí tượng, đó là cơ quan khí tượng ECM VDF của Anh và cơ quan khí tượng GFF Hải quân của Hoa Kỳ, thì có bão Mawa có thể hoạt động đến ngưỡng của một siêu bão trên khu vực Thái Bình Dương. Nhưng ít có khả năng Mawa sẽ đi vào biển Đông của nước ta, nhưng vẫn ra khuyến cáo với một số nước nằm trong vùng nguy hiểm cần tiếp tục theo dõi thêm trong vài ngày tiếp theo, đến khi cơn bão Mawa suy yếu và không còn khả năng gây ra nguy hiểm đối với một số khu vực mà cơn bão có thể đi qua. Theo như một số cơ quan khí tượng thế giới, thì với cường độ hoạt động rất mạnh của một siêu bão, thì hướng di chuyển của nó sẽ vô cùng phức tạp và khó lường. Trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến hoạt động của cơn bão Mawa. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Đại Từ, Thái Nguyên 186mm, Bắc Giang, Hà Giang 160mm, Thanh Trì, Hà Nội 136mm, Phú Yên, Sơn La 177mm, Phan Thiết, Tuyên Quang 110mm, Vân Đán, Lạng Sơn 98mm, Tam Sơn, Hà Giang 97mm, Chợ Mới, Bắc Cạn 89mm, Mai Châu, Hòa Bình 78mm, Quan Hóa, Thanh Hóa 66mm, Châu Thuận, Nghệ An 75km. Dự báo trong chiều tối nay đến sáng ngày mai tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong chiều tối nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 60mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều tối và tối nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45-65%. Về thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ, dự báo từ ngày mai ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nắng nóng sẽ kết thúc. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, nắng nóng sẽ dịu dần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Riêng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày mai nắng nóng sẽ giảm dần. Phía Đông Bắc Bộ từ Hòa Bình đến Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, trong hôm nay và ngày mai, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm hôm nay và ngày mai, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tại khu vực khác, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm ngày mai đến ngày mùng 2 tháng 6, phía Đông Bắc Bộ đêm ngày mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay đến ngày kia sẽ có mưa rào và dông rải rác, khu vực Đà Nẵng, Phú Yên từ đêm ngày hôm nay đến ngày thứ hai sẽ có mưa rào và dông rải rác.
tại một số khu vực khác từ đêm ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 6, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ban ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng, có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, ở vùng núi có nơi dưới 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng ở phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 37 độ, ở phía Nam nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị, mưa đá kèm sấm sét, gió lớn làm nhiều cây xanh và keo, hoa màu của người dân ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị đổ ngã hư hại. Tối nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện gió lớn và mưa rào. Trong mưa có nhiều hạt đá làm ngã đổ cây xanh, hoa màu của người dân bị hư hỏng. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, ở thị trấn Di Lăng có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió mạnh. Nhiều hạt đá rơi xuống, cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ làm nhiều cây xanh tán cao ở thị trấn Di Lăng và cây keo của người dân các xã lân cận bị ngã đổ. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra địa bàn, thống kê khắc phục thiệt hại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, chiều và tối nay, khu vực tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, một số nơi như Sơn Hà, Sơn Tây, lượng mưa từ 40 đến 60mm. Đơn vị này đưa ra cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Đợt mưa dông có khả năng kéo dài đến hết tháng. Cần đặc biệt chú ý khu vực vùng núi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.